Năm Tân Sửu 2021, 12 con giáp gặp nhiều may mắn ở phương diện nào? Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý anh chị thân mến, từ thời cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mà hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay ta, và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại được cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn. Vậy nên mỗi người lại có một cuộc đời riêng, vận may đối với mỗi người cũng như vậy. Và ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ sự may mắn của 12 con giáp trong năm Tân Sửu 2021 sắp tới, để mọi người có cơ hội nắm bắt và phát triển vận may một cách tốt nhất. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu ngay trong chương trình ngày hôm nay để biết vận mệnh của mình là như thế nào. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng của công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả, âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Một, tuổi Tý. Thứ nhất, nhiều cơ hội thăng tiến. Xem may mắn của 12 con giáp năm 2021, chuyện làm ăn, sự nghiệp của người tuổi Tý khá thuận lợi, có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Công việc dù có khó khăn bước đầu nhưng về sau vẫn đạt kết quả tốt. Bản mệnh có thể được cân nhắc vị trí công việc tốt hơn hoặc làm quản lý, lãnh đạo, đứng trên nhiều người, được nhiều người ngưỡng mộ. Theo tử vi 2021, con giáp này luôn nỗ lực không ngừng, đồng thời nuôi nhiều tham vọng, hành động không ngừng để đạt được mục tiêu đã đề ra. Nhờ đó, bản mệnh thao tỏa sáng, thể hiện tài năng cũng như khẳng định cá tính, cái tôi, bản lĩnh và tài năng của mình. Thứ hai, tài lộc đột phá. Người tuổi Tý năm 2021 thấy rõ công việc có nhiều đột phá thúc đẩy tài vận gia tăng, chỉ cần bản mệnh chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài. Nếu muốn phát tài bất ngờ nhờ công việc tay trái, bạn có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Trong năm Tân Sửu, bản mệnh nên lấy chính tài làm chủ, tập trung phát triển công việc hiện tại, không ùn đùm quá nhiều việc cùng lúc nếu chưa sắp xếp được thời gian. Khi dồn công sức cho một việc, thành công sẽ lớn hơn là phân tán. Tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu 2021 báo hiệu trong năm nay tuổi Sửu có cơ hội lội ngược dòng. Năm 2021 sẽ là một năm khá bận rộn, bởi việc gì bạn cũng muốn, nhìn đâu cũng thấy tiềm năng, cơ hội, không lúc nào để mình trong tình trạng rảnh rỗi. Mặc dù có nhiều biến cố xảy ra nhưng nhờ khả năng chịu áp lực, nếu biết lựa chọn phương thức làm việc lý tưởng thì bạn vẫn sẽ đạt được mục tiêu như mong muốn, thậm chí lội ngược dòng, thành công trong nhiều tình huống. Tuổi Dần. Thứ nhất, cơ hội thăng tiến. Xem may mắn của 12 con giáp năm 2021, thấy tuổi Dần được các thần hỗ trợ, mang tới nhiều cơ hội thể hiện năng lực bản thân ở công việc hiện tại cũng như lĩnh vực mới. Sau khó khăn, thách thức, thành quả cuối cùng bạn đạt được cũng khiến không ít người phải ngưỡng mộ. Có điều, năm nay vẫn chưa phải là thời điểm tuổi Dần đạt đỉnh cao nhất của danh vọng, sự nghiệp. Ít xuất hiện tình huống đột phá bất ngờ, thay vào đó là những thành quả mang tính tích lũy dần và lâu dài. Thứ hai, tài lộc khởi sắc.
Tử vi tuổi Dần 2021 có sự khởi sắc hơn về phương diện tài lộc, nhưng hiếm xuất hiện tình huống mang tính đột phá bất ngờ. Muốn có được điều đó đòi hỏi phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần so với người khác. Trong năm đào hoa vượng tạo ra không ít nhân duyên tốt, thúc đẩy các mối quan hệ xã giao. Vì mở rộng vòng tròn giao thiệp mà tuổi Dần kết thân với người tài giỏi, nhờ thế mà dễ dàng tìm thấy mối làm ăn tốt, gián tiếp tăng thu nhập ngoài luồng. Thứ ba, tình duyên thắm sắc. Các cát tinh mang với vận đào hoa khởi sắc tốt cho những ai còn độc thân trên hành trình tìm kiếm một nửa kia của mình. Nhìn chung, tình cảm thắm sắc có thể tiến tới hôn nhân, hạnh phúc. Các cặp vợ chồng có tình cảm khá ổn định, song cần phải chú ý giữ khoảng cách đối với người khác giới, nếu không sẽ vướng rắc rối ngoài dự tính. Tuổi Mão. Thứ nhất, sự nghiệp hứa hẹn. Tuổi Mão suy nghĩ tích cực, trí tuệ mở mang, thêm một chút tham vọng, vì thế mà sự nghiệp hứa hẹn có nhiều thành công rực rỡ. Tất nhiên, trước khi có được thành quả đáng mơ ước, đường số cũng phải vất vả, tất bật. Sau tất cả, thiên quan mang tới không ít cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến, hãy chủ động nắm bắt. Thứ hai, tình cảm hài hòa. Xem tử vi tuổi Mão 2021 thấy rõ, bản mệnh có rất nhiều cơ hội tìm kiếm nửa kia cho mình. Tuy nhiên, nhân duyên tốt lành không tự tìm đến mà đòi hỏi đương số phải chủ động tìm kiếm. Với những ai đã có đôi, có cặp, năm mới tình yêu thăng hoa, có thể tính chuyện kết hôn vào nửa cuối năm. Nửa đầu năm là thời điểm hai người cùng vượt qua thử thách để tìm hiểu về nhau. Còn với những người đã lập gia đình thì tình cảm vợ chồng khá hài hòa, gia đạo nhìn chung yên ấm, có thể đón tin vui về chuyện con cái. Tuổi Thìn. Tuổi Thìn vốn rất coi trọng sự nghiệp, nỗ lực không ngừng để có cơ hội thăng quan, tiến chức. Vì thế mà luôn được lãnh đạo, trọng dụng, đồng nghiệp tin tưởng, giao phó trọng trách. Xét theo khía cạnh tử vi của tuổi Thìn 2021, đây chính là thời điểm để đương số tập trung phát triển bản thân, nhìn lại quá trình, phấn đấu để khắc phục những tồn tại, từ đó tìm ra hướng phát triển tích cực cho bản thân. Thêm vào đó, trong năm bản mệnh là con giáp được thần vật che chở, quý nhân phù trợ, được trải nghiệm nơi cao sang để mở rộng tầm mắt. Cần chủ động nắm bắt cơ hội hiếm có này để có thể lội ngược dòng thành công. Tuổi Tỵ. Thứ nhất, đại sự dễ thành. Người tuổi Tỵ gặp được thiên thời, địa lợi, nhân hòa nên mưu sự lớn dễ thành, cận hái thành quả rực rỡ trong năm. Đây là thời điểm lý tưởng để đương số chú trọng mở rộng phương diện ngoại giao, tăng cường giao lưu, tiếp xúc với người quyền thế. Khi thời cơ đến, họ sẽ là quý nhân nâng đỡ con đường thăng quan, tiến chức cho bạn. Với người đã và đang muốn khởi nghiệp, bạn được tiếp thêm động lực, trở thành con giáp tự tin với tinh thần phấn đấu mạnh mẽ hơn, thậm chí khát khao đến cháy bỏng, khiến tỷ lệ thành công rất cao. Thứ hai, thu nhập thăng tiến. Tử vi tuổi Tỵ 2021 có các thần hỗ trợ, việc làm ăn kinh doanh của người tuổi Tỵ phát đạt, làm nhiều hưởng nhiều, tiền bạc lúc nào cũng sùng rỉnh. Các nguồn thu nhập, dù là chính hay phụ, đều tăng lên trông thấy. Người làm công ăn lương sớm được tăng lương, thăng chức. Người làm chủ, làm tư thì mua may, bán đắt, tiền bạc cứ thế đổ về túi. Tuổi Ngọ. Thứ nhất, tinh thần quyết tâm. Trên thực tế, người tuổi Ngọ phải đối diện với không ít căng thẳng trong suốt năm 2021. Theo tử vi tuổi Ngọ 2021, may mắn là bản mệnh không hề nản lòng trước khó khăn. Nhờ vậy, sau cơn mưa lại thấy cầu vồng. Có thời điểm được nhiều các tinh hộ chiếu, tuổi Ngọ nhanh chóng lấy lại được tinh thần, không ngừng học hỏi và mở rộng kiến thức, cũng như mối quan hệ xã giao, từ đó tìm được cơ hội mới. Thứ hai, tài lộc khả quan. Con đường kiếm tiền, làm giàu của tuổi Ngọ tuy có vất vả, căng thẳng, nhưng đổi lại sẽ được đền đáp tương xứng. Tuổi Ngọ làm bao nhiêu, hưởng bấy nhiêu, không trông chờ vào vận may rủi. Theo tử vi, nguồn thu nhập chính có xu hướng tăng. Các nguồn thu phụ cũng có, nhưng không nhiều. Người làm công ăn lương vẫn có cơ hội tăng lương bất chấp tác động khách quan của thị trường. Còn người kinh doanh, buôn bán, nhất là liên quan đến lĩnh vực thiết yếu như dược phẩm, thực phẩm, đi lại, thu về không ít lợi nhuận. Một số hạng mục liên quan đến bất động sản và đầu tư chứng khoán cũng sinh lời tốt. Quan trọng là phải chọn đúng thời điểm. Tuổi Mùi. Người tuổi Mùi phải đối diện với không ít khó khăn, nhưng cùng với đó cũng có nhiều cơ hội để thể hiện cá tính và năng lực của bản thân.
tham vọng và sức chiến đấu mạnh mẽ của bạn được khơi dậy. Nếu biết vận dụng tốt thì có cơ hội thăng chức. Nhưng nên nhớ, cái giá phải trả cũng rất đắt, cần hạ quyết tâm cao độ và đừng ngại ngần đánh đổi. Tuổi Thân. Thứ nhất, sự nghiệp triển vọng. Theo tử vi tuổi Thân năm 2021, công việc năm Tân Sửu có nhiều triển vọng mới. Đây là thời điểm thích hợp cho những ai bắt đầu khởi nghiệp, thay đổi công việc hoặc vị trí chức vụ mới. Công việc dù ban đầu gặp khá nhiều thách thức, song nhờ vào chính khả năng xử lý vấn đề nhạy bén, cộng thêm một chút may mắn từ vận trình, cuối cùng gặt hái thành quả xứng đáng. Thứ hai, tình duyên khởi sắc. Những ai còn độc thân có tình duyên khởi sắc, được ấn tinh mai mối, bản mệnh sẽ tìm được người ưng ý, đáp ứng tiêu chuẩn đề ra và yên bề gia thất. Tuy nhiên, để đạt được hạnh phúc thì bản mệnh cần chủ động hơn, thậm chí phải cạnh tranh với tinh địch. Một số cặp đôi có thể đón tin vui về chuyện sinh con trong năm. Nếu có ý định sinh con năm 2021 từ trước, hai bạn nên có sự chuẩn bị kỹ càng để em bé được chào đời trong điều kiện tốt nhất. Tuổi Dậu. Thứ nhất, sự nghiệp hanh thông. Tử vi tuổi Dậu năm 2021 cho thấy, sang năm Tân Sửu, sự nghiệp của người tuổi Dậu hành thông rực rỡ, mưu sự lớn nhỏ gì cũng gặt hái thành công tốt đẹp. Bản mệnh phát huy tài năng thiên bẩm, không ngừng nỗ lực phấn đấu, tham vọng thăng tiến mãnh liệt. Theo đó, hiệu suất công việc tăng cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được mở ra, nhiều cơ hội thăng quan tiến chức. Tỷ kiến xuất hiện vừa thôi thúc tinh thần phấn đấu, vừa gia tăng sức chịu đựng bền bỉ, phù hợp cho những ai đã và đang trên con đường khởi nghiệp. Thứ hai, tài lộc khởi sắc. Mệnh lý tuổi Dậu vốn đã vượng tài, rất có duyên với kinh doanh, buôn bán, đời sống vật chất nhìn chung khá sung túc, tiền hết lại có, không quá eo hẹp trong chi tiêu. Cả chính tài và thứ tài đều khởi sắc, nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng. Điều đó có nghĩa rằng, dù là người làm công ăn lương hay làm tư, làm chủ, người đầu tư đều có thể đạt được mục tiêu tài chính. Theo đó, con đường kiếm tiền, làm giàu không khó khăn. Trái lại, xuất hiện nhiều cơ hội mới, quan trọng là tuổi Dậu chủ động nắm bắt và nỗ lực không ngừng. Tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất 2021 cho thấy các phương diện khác không được thuận lợi như ý muốn, nhưng nếu cẩn trọng suy nghĩ kỹ càng, bản mệnh được thái âm cát tinh mang tới không ít tài lộc về đất cát, điền sản, giao dịch. Nên nhớ mọi tình huống cần do mình làm chủ, đầu tư vốn không rủi ro mà chỉ có sự thiếu hiểu biết mới khiến bạn gặp phải rủi ro. Tuổi Hợi. Thứ nhất, công việc ổn định. Người làm công ăn lương vẫn tiếp tục với những kế hoạch, dự định của mình. Đây là thời điểm để nhìn lại toàn bộ quá trình phấn đấu, củng cố các kỹ năng cũ, gia tăng kỹ năng mới, tạo bước đệm, sự chuẩn bị kỹ càng cho các bước đột phá, thời điểm bùng nổ sắp tới. Thêm vào đó, bạn có nhiều cơ hội để thăng tiến lên chức vụ phó, phụ, trợ lý, hỗ trợ. Đồng thời, nhiều người nhận được nguồn thu nhập phụ, góp phần cải thiện đáng kể tình hình tài chính trong năm, mặc cho những khó khăn mang tính thời cuộc, chủ quan tác động. Bạn quả là con giáp có số sướng từ trong trứng. Thứ hai, thu nhập triển vọng. Xét về tổng thể, tử vi tuổi Hợi 2021 có xu hướng gia tăng, đa phần ở các nguồn thu nhập phụ như kinh doanh nghề tay trái, bảo hiểm, đầu tư chứng khoán, bất động sản. Nếu thêm một chút tham vọng, một chút mạo hiểm, bản mệnh sẽ gặt hái được thành quả rực rỡ. Có dịch mã thông minh xuất hiện mang đến sự thay đổi linh hoạt. Chỉ cần dám nghĩ, dám làm và quyết tâm cao độ, tiền bạc chỉ là vấn đề nhỏ nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!